Vạn sự khởi đầu nan, gian nan đừng có nản. Lần đầu tiên lên cái ruộng Phật giáo Nam Truyền để bài tâm bảo thọ trì quy giới rất là hoàn chỉnh ha, nhưng mà run quá ha. Không sao, từ từ rồi nó cũng quen, nhưng mà như vậy là đúng theo nguyên tắc chị cha Hồng Mai đã thể hiện rất tốt. Đúng rồi, vậy là giỏi lắm rồi, lần đầu tiên mà như vậy là giỏi lắm ạ. Nhưng mà trong cái bài Akashattha hình như còn thiếu ha, run quá, năm vị trí mà như thiếu một. Rồi tuyệt vời, như vậy là trong room của chúng ta tất cả là 7 ngày, mỗi vị đều coi như tham gia một ngày, chia đều ra như vậy là hết sảy luôn ha. Chị Kim, hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 390 ha, và lại có phải không chứ? Nó bảy dễ bị ăn đòn, đúng là 390. Khi bước vào bài học này, xin phép được tán dương ơn đức tam bảo Ratanatayasawandami Buddho Mahesi Arahant Tathagato Lokottamo Sabbagaru Hichetthako Lokasasathai Chanadhammako Vido Vanda Mahantang Narapu Chanayakam. Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói trăng, tối thượng giáo chủ, trí năng vô lượng, tứ đế Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đảnh cho thiên chúng, nhân dân cúng dường. Tham mô bất đi bồ yá tá sá sá tu nô lô ca nó mình thá sá vi nà ca rô cô sáp bà nhu bút thóp bà thí phù thí sành nhá tô hoành đà má hành tầng ná ra phù. Cha này giác cần pháp bảo vi như ánh vàng, Như Lai soi sáng vẹt mèn phủ minh phá tan lầm lạc cùng đại dân Phật tổ quang minh rõ ràng. Còn xin đảnh lễ pháp quang, đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô vi su thô chú gá tá sá sá vô cô sê khá chú ca mô vô rá thầm má sê khá cô linh đà bá sân sá đi á nà đá rô vá rô vành đà má hành tăng ná rá phù. Cha này giác cần tâm bảo tinh văn Phật đà, tâm học môn rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh đi trần, xa lìa thể pháp phàm nhân ai vị. Con xin đảnh lễ tăng hy, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ratanatayateche nasakhamee tuva thanang thasa bi anupave nasahasaye nasachatu. Cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Buddhaya. Phần tán dương ơn đức tam bảo đã xong, bây giờ chúng ta chuẩn bị đi vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 390. Thầy Sĩ Thiền Vũ vào đạo tràng, xin tán thán công đức với Sĩ Thiền Vũ. Ngày hôm qua chúng tôi đã nhận được tịnh tài của Sĩ Thiền Vũ đã gửi đến chúng tôi, rất là hoan hỷ, và cầu chúc Sĩ Thiền Vũ cùng gia quyến luôn được an vui do phước thiện mà chị đã làm. Chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay nha. Câu Phật ngôn 390. Nabramanase tadakin chisayo Nabramanase tadakin chisayo Nabramanase tadakin chisayo. Chúng tôi đọc chậm chậm vậy, quý vị nghe rõ không? Alo, chú ý ha, vấn đề quan trọng là quý vị phải đến sớm,
Cho nếu mà quý vị đến trễ thì nó sẽ có những cái trở ngại về trường âm, đoạn âm. Chúng tôi đã đọc câu số 1 3 lần, nhưng mà thêm lần thứ 4 nè. Na pram manase tada kinchi sayo. Bây giờ qua câu số 2 ha. Yada nise tho manaso piyehi. Yada nise tho manaso piyehi. Yada nise tho manaso piyehi. Câu 1, câu 2. Bây giờ chúng ta ôn lại ha. Bây giờ chúng ta ôn lại câu 1, câu 2. Na pram manase tada kinchi sayo yada nise tho manaso piyehi. Na pram manase tada kinchi sayo yada nise tho manaso piyehi. Na pram manase tada kinchi sayo yada nise tho manaso piyehi. Rồi bây giờ chúng ta qua câu số 3 và câu số 4. Yato yato hình sammano niwattati. Yato yato hình sammano niwattati. Yato yato hình sammano niwattati. Câu số 4. Tato tato sammati me wa dukkhang. Tato tato sammati me wa dukkhang. Tato tato sammati me wa dukkhang. Rồi, bây giờ chúng ta ôn câu 3, câu 4. Yato yato hình sammano niwattati tato tato sammati me wa dukkhang. Yato yato hình sammano niwattati tato tato sammati me wa dukkhang. Yato yato hình sammano niwattati yato tato sammati me wa dukkhang. Rồi, như vậy bây giờ chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới. Na samma na brahmanasse tada kinchi sayo yada nise tho manaso piyehi tato yato hình sammano niwattati tato tato sammati me wa dukkhang. Na brahmanasse tada kinchi sayo yada nise tho manaso piyehi yato yato hình sammano niwattati yato tato sammati me wa dukkhang. Na brahmanasse tada kinchi sayo yada nise tho manaso piyehi yato yato hình sammano niwattati yato tato sammati me wa dukkhang. Ở đây câu này nếu mà chúng ta đọc thì hơi quý vị hơi chú ha, thì dừng lại bất cứ chỗ nào, không phải là dừng cuối câu số 2. Quý vị có thể đọc Na brahmanasse tada kinchi sayo yada nise tho manaso piyehi yato. Chữ tô này quý vị phải kéo dài chứ không phải to rồi cái nghĩa liền ha. Nếu người ta dị tô mà quý vị nghĩ liền, nó giống như một đoạn âm. Mà nghĩ, nghĩ nó trường âm ha. Dạ tô. Rồi khi đó quý vị tiếp tục. Dạ tô hình sâm nô nì quát tát tí tát tô sâm mát tí mê quát đúc khăn.
À, quý vị chú ý ha, bài này hơi khó, nhưng mà chẳng có cái gì khó mà bắt được quý vị. À, quý vị rất là tuyệt vời, nhất là những cái bài vi diệu pháp rất là khó, khó nhiều hơn bài này, nhưng mà quý vị đọc rất là trôi chảy, rất là trôi chảy. Rồi, đó là giọng kinh ha. Còn bây giờ giọng kệ ha, làm luôn. À, bài này kệ cũng khó, mà kinh cũng khó. Nhưng mà thôi thì bây giờ cái nguyên tắc ở đây 4 4 3. Quý vị chú ý ha, 4 4 3. Một câu như vậy chúng ta chia ra để chúng ta có được một cái công thức ha. Na Brahmanat se tadakin chi say yo yadani se thomanaso piye yato yato him samano niwatati tato tato sammati me wadukham. Na Brahmanat se tadakin chi say yo yadani se thomanaso piye yato yato him samano niwatati tato tato sammati me wadukham. Thêm lần nữa ha, cho đủ 3 lần. Na Brahmanasse tadakin chi sayo yadani se tomanaso piyehi yato yato him samano niwatati tato tato sammati me wadukham. Đối với Bà La Môn, đây không lợi ích nhỏ khi ý không ai luyện tâm hại được chặn đứng, chỉ khi ấy khổ diệt. Rồi sa thủ xích mê ta xích kim xích tờ men rồi xích kim nhung ngô bốn vị, đây là tứ diệu đế hả? Quá, thêm xích tiền vũ nữa là ngũ căn ngũ lực luôn hả? Rồi xin mời. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầm Mài, Nam mô Sàn Khài. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức. Con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép được trả bài trước. Câu Pháp Cú Kinh 390. Na Brahmanasse tadakin chi sayo yadani se tho ma manaso biyehi yat yato yato hin samano niwatati tato tato sammati me wadukkhang. Dạ con không có được ổn định lắm con. Đầu con không có được an và con xin sám hối và con xin đọc lại. Na Brahmanasse tadakin chi sayo yada ni se tho manaso biye hi yato yato hin samano ni watati tato tato sammati me wadukkhang. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ná là đoạn âm, Brahm là trường âm nhấn, Má đoạn âm, Nát trường âm nhấn, Xê trường âm thông thường, Tá đá là hai đoạn âm, Kinh trường âm nhấn, Chí đoạn âm, Xây trường âm nhấn, Vô trường âm thông thường, Giá đoạn âm, Đa trường âm thông thường, Ní đoạn âm, Xê đô hai trường âm thông thường, Má ná hai đoạn âm,
Xô trường âm thông thường, bí đoạn âm, dê trường âm thông thường, và hí đoạn âm. Con xin đọc lại câu 1 và câu 2. Na brahmana se ta da kin chi se yo ya da ni se tho mana so bi ye hi. Dạ, con xin phân tích câu 3 và câu 4. Giá đoạn âm, tô trường âm thông thường, giá đoạn âm, tô trường âm thông thường, hình trường âm nhấn, xá má hai đoạn âm, nô trường âm thông thường, ní đoạn âm, quách trường âm nhấn, tá tí hai đoạn âm, tá đoạn âm, tô trường âm thông thường, tá đoạn âm, tô trường âm thông thường, xăm trường âm nhấn, má tí hai đoạn âm, mê trường âm thông thường, quá đoạn âm, đúc trường âm nhấn, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Gia tô hình sa man ô ni quát ta ti ta tô sam ma ti mê quá đúc khăn. Và con xin đọc lại hết bài. Na brahmanat se ta da kinh chi se yo ya da ni se tho manaso bi ye hi ya to ya to hình samano ni wat ta ti ta to sam ma ti me wa duk khang. Na brahmanat se ta da kinh chi se yo ya da ni se tho manaso bi ye hi ya to hình samano ni wat tati tato sammati me wa duk khang. Đối với bà la môn, đây không lợi ích nhỏ. Khi ý không ái luyến, tâm hại được chặn đứng. Chỉ khi ấy khổ diệt, và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con đã đọc xong, không biết có chỗ nào sai thì xin Ngài sửa cho con. Và con kính mời cô Kim ạ. Alo, 123, 123. Người ta nói cũng rất là đúng ha. Vạn sự khởi đầu nan. Nhưng mà hôm nay thì Thích Metta cũng đã nói rõ hơi phóng tầm. Cho nên khi mà phân tích đó, thì quý vị thấy sai chỗ nào? Đúng rồi, Huynh Giang Nhật Hà ha. Chữ hình, chữ him. Chữ này mà Thích Metta nói là trường âm nhấn sao được? Huynh Giang Nhật Hà cũng nghe rõ mà. Này là một trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Thích Metta ha. Nhưng mà Thích Metta cũng đã nói rõ rồi. Hôm nay hơi bị phân tâm. Quý vị thông cảm ha. Người mà lớn tuổi nhất trong room mà đã đưa tay đầu tiên thì quý vị thấy tinh thần này rất là cao. Thì chỉ có bị phóng tâm một tí. Cho nên trường âm đọc theo giọng nguyên âm thì cho đó là trường âm nhấn. Rồi, sa thu. Nhưng mà Thích Metta vẫn biết rằng hơi phóng tâm mà đưa tay lên đầu tiên là một cái vấn đề, đó là rất là khâm phục. Rồi, sa thu Thích Metta. Rồi bây giờ mời Sĩ Kim, coi Sĩ Kim có được là tịnh tâm hay không, hay là phóng tâm nữa. Xin mời Sĩ Kim ha. Con xin kính chào Sư Chí Đức, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Nhân vô thập toàn mà sư, thì cũng có khi phải tốt, nhưng nó sai làm lợi, sai sửa lợi. Người ta nói sẽ kéo lên quê làm lại, thiếu thì bù vô, dư dẻ thì cắt bớt. Nó phải vậy thôi. Mỗi người một tật, mỗi người một nghiệp mà sư. Sư thông cảm, tụi con cũng thông cảm mà sư. Cũng như sư hai dũa con vậy mà. Dạ, yeah. Không phải có tâm quan, có quan sát tâm chánh niệm khi đọc. Quý vị không có chánh niệm đâu. Khi nào quý vị vô dòng thánh, quý vị mới dùng chữ chánh niệm được. Quý vị có niệm không là dễ sợ lắm rồi.
Niệm là sự ghi nhớ đó, sự ghi nhớ một cách chính xác đó. Ghi nhớ mình đang làm gì á, là từng giây từng phút là quá trời quá đất rồi, ở đâu có chánh niệm. Chánh niệm là phơ đúng người, đâu có biết khi bắt gì đâu, vô trong cái đó thôi. Đừng có gọi gì đó chánh quá. Con rất sợ chữ chánh đó sư à. Đọc đi. Chỉ nói con mỗi người mỗi tật mà sư. Chứ hôm qua con mắc đi long dong ngoài đường, con lo công chuyện còn chưa xong nữa. Con không biết lúc đầu vô nói cái gì nữa. Con vừa mới lên xe là con thấy nghe một chút đỉnh rồi, con không biết chuyện gì nữa. Rồi sư kêu con lên, con cũng ráng bấm máy, con lên con nói vài câu cho biết vậy thôi. Rồi con lo công chuyện khác của con hả. Thôi giờ để con đọc đi, để sư coi con có bị sai nữa không hả. Chuyện nhỏ mà sư sai sửa mà con đâu sợ chuyện đó. Thôi để được rồi, để sư la nữa. Nói là nói nhiều quá, ba la chích chè, nói cà dê dê nổng, nói hù nói dưỡng, nói như chệt chìm đào, nói không liền da non, nói nhăn nói cội, nói chàng gian đại hỏi, nói như vợ bố, nói như nói dốc gì, nói như mắt dưới vậy đó. Thôi đọc cho rồi, thôi con đọc. Thôi xin lỗi nha, vui một chút đi nha. Bữa nay ngày 30 rồi, mai mốt gần hết năm rồi, cuối năm rồi đó, hết năm. Con xin trả bài kinh pháp cú câu 300, pháp cú câu 390. Na ram manase ta đắc kinh chí say yo ya da ni se tho manaso phi ye hi ya to ya to hình samano ni vắt ta ti ta to ta to sam mắt ti me wat đúc khăn. Đọc lại lần nữa cho chết em ha. Na ram manase ta đắc kinh chí say yo ya da ni se tho manaso phi ye hi ya to ya to hình samano ni wat ta ti ta to ta to sam mắt ti me wat đúc khăn. Phân tích câu 1 và câu 2. Ná đoạn âm ram trường âm nhắn, má đoạn âm nas trường âm nhắn, c trường âm thông thường, tá đá hai đoạn âm kinh trường âm nhắn, chí đoạn âm xây trường âm nhắn, vô trường âm thông thường. Câu số 2, giá đoạn âm đa trường âm thông thường, ní đoạn âm c thô hai trường âm thông thường, má ná hai đoạn âm xô trường âm thông thường, thí đoạn âm dê trường âm thông thường, hí đoạn âm. Đọc lại câu 1, câu 2 và đọc câu 3, câu 4 phân tích. Na ram manase ta đa kinh chi say yo ya da ni se tho manaso phi ye hi ya to ya to hình samano ni vắt ta ti ta to sam mắt ti mê quát đúc khăn. Giá giá là hai đoạn âm, tô tô là hai trường âm thông thường, hình trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá má hai đoạn âm, nô trường âm thông thường, ní đoạn âm, quắc trường âm nhắn, tá tí hai đoạn âm, tá tá của hai chữ tá tô đó là hai đoạn âm, tô tô là hai trường âm thông thường, sầm trường âm nhắn, má tí hai đoạn âm, mê trường âm thông thường, quá đoạn âm, đúc trường âm nhắn, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên. Đọc lại câu 3, câu 4 và đọc lại nguyên bài. Yato yato hình samano ni wat tati tato tato sam mati me wat đúc khăn. Naram manase ta đa kinh chi say yo yada ni se tho manaso phi ye hi yato yato hình samano ni wat tati tato tato sam mati me wat đúc khăn. Đọc lại lần nữa cho chết an hay sư ha. Na ram manase ta đa kinh chi say yo ya da ni se tho manaso phi ye hi yato yato hình samano ni vắt ta ti ta to ta to sam mắt ti me wat đúc khăn. Bây giờ ca kệ. Na ram manase ta đa kinh chi say yo ya da ni se yo manaso phi ye hi yato yato hình samano ni vắt ta ti tato tato sammati me wa duk khang. Naramanat se tadakin chi say yo yadani se tho manaso pi ye hi yato yato hin samano ni vaktate tato tato manati me wa duk khang. Đối với Bà La Môn, đây không lợi ích nhỏ. Khi ý không ái liếng, tâm hại được chặn đứng, chỉ khi ấy khổ diệt. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con có sai gì xin sư sửa nha sư. Chèn đét ơi, sao con không thấy sư cho bông hoa gì trơn, chắc chích chắc vậy đó, ẩm rũa mình rồi đó, không sao.
Con hái lại à, và con mời. Alo. Dạ, con xin kính lễ sư và con xin kính chào tất cả quý vị trong lớp. Con xin phép được đọc câu kinh Pháp Cú số 390. Na ram manasse tadakin chi sayo yada ni se tho manasso. Con không thấy chữ. Manasso bi ye hi ya to ya to hin samano ni vat tati tato tato sammati me vaduk khang na ram manat se ta da kin chi say yo ya da ni se tho manaso bi ye ya to ya to ya to ya to samano ni vat tati tato tato sammati me vaduk khang. Con phân tích câu 1 và câu 2. Na ram manat se ta đắc kinh chi say yo ya da ni se tho manaso bi ye. Chữ ná là đoạn âm, chữ ram là trường âm nhấn, chữ má lẫn âm, chữ nas là trường âm nhấn, chữ c là trường âm thông thường, chữ tá là đoạn âm, chữ đá là đoạn âm, chữ kinh là trường âm nhấn, chữ chí là đoạn âm, chữ say là trường âm nhấn, chữ vô là trường âm thông thường, chữ giá là đoạn âm, chữ đa là trường âm thông thường, chữ ní là đoạn âm, chữ c là trường âm thông thường, chữ thô là trường âm nhấn, trường âm thông thường, chữ má là đoạn âm, chữ ná là đoạn âm, chữ xô là trường âm thông thường, chữ bí là đoạn âm, chữ dê là trường âm thông thường, chữ hí là đoạn âm. Con phân tích câu 3 và câu 4. Yato yato hin samano nivatati tato tato sammati me vadukkhang. Chữ giá là đoạn âm, chữ tô là trường âm thông thường, chữ giá là đoạn âm, chữ tô là trường âm thông thường, chữ hình là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ xá là đoạn âm, chữ má là đoạn âm, chữ nô là trường âm thông thường, chữ ní là đoạn âm, chữ vát là trường âm nhấn, chữ tá là đoạn âm, chữ tí là đoạn âm, chữ tá là đoạn âm, chữ tô là trường âm thông thường, chữ tá là đoạn âm, chữ tô là trường âm thông thường, chữ xăm là trường âm nhấn, chữ má là đoạn âm, chữ tí là đoạn âm, chữ mê là trường âm thông thường, chữ quá là đoạn âm, chữ đúc là trường âm nhấn, chữ khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại câu 3 và câu 4. Yato yato samano nivatati tato tato sammati me vadukkhan. Đọc nguyên bài. Na ram manasse tadakin chi sayo yada ni se tho manaso bi ye yato yato hin samano nivatati tato tato sammati me vadukkhan. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đối với Bà La Môn, đây không lợi ích nhỏ. Khi ý không ái luyến, tâm hại được chận đứng, chỉ khi ấy khổ diệt. Và con xin phép đọc lại một lần nữa. Na ram manat se ta da kin chi say yo ya ni se to manaso vi ye ya to ya to hin samano ni va ta ti ta to ta to sammati me va duk khang. Dạ, con xin hết, xin kính mời quý vị kế tiếp. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư, con kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Con xin trả bài câu Pháp Cú số 390 ạ. Na pram manase ta da kinh chi say yo ya da ni se tho manaso bi ye hi ya to ya to hình samano ni wat ta ti ta to ta to sam mati me wa lúc khăn. Con xin đọc lại.
Nắp rằm mana sề ta đa kình chi sề dồ gia đà ni sề thổ mana sổ bi dề hi ta tổ. Dạ, con xin sám hối, con xin đọc lại. Nắp rằm mana sề ta đa kình chi sề dồ gia đà ni sề thổ mana sổ bi dề hi ta tổ gia tổ hình sa mano ni quá ta ti ta tổ sầm ma ti mề quá đúc khẳng. Con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Ná là đoạn âm, ram là trường âm nhấn, má là đoạn âm, nas là trường âm nhấn, c là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, đá là đoạn âm, kinh là trường âm nhấn, chí là đoạn âm, xây là trường âm nhấn, vô là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, c thô là hai trường âm thông thường, má ná là hai đoạn âm, so là trường âm thông thường, bí là đoạn âm, dê là trường âm thông thường, hí là đoạn âm. Mana sề ta đa kình chi sề dồ gia đà ni sề thổ mana sổ bi dề hí. Câu 3 và câu 4. Giá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Hinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xá má là hai đoạn âm, nô là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, quát là trường âm nhấn, tá tí là hai đoạn âm, tá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, xăm là trường âm nhấn, má tí là hai đoạn âm, mê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, đúc là trường âm nhấn, khăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Gia tổ hình samano ni wa tati ta tổ sam mati me wa đúc khẳng. Con xin đọc lại ạ. Na pram mana se ta đa kình chi se yo gia đà ni se thổ mana so bi dề hi gia tổ hình samano ni wa tati ta tổ sam mati me wa đúc khẳng. Con xin kể ạ. Na brahmana se ta da king chi se yo ya da ni se tho mana so bi ye hi ya to hình sa ma no ni wa ta ti ta to sammati me wa duk khang. Na brahmana se ta da king chi se yo ya da ni se to mana so bi ye hi ya to hình sa ma no ni wa ta ti ta to sammati me wa duk khang. Đối với bà la môn, đây không lợi ích nhỏ khi ý không ái luyến, tâm hại được chận đứng. Chỉ khi ấy khổ diệt là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc kệ và phân tích xong. Dạ con có sai kính nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Con kính tri ân sư ạ. Dạ thân mời Thiện Vũ ạ. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu Pháp Cú 390. Na ram mana se ta da kinh chi se yo ya da ni se tho mana so phi ye hi ya to hình sa ma no ni va ta ti ta to sam ma ti me va đúc khang. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Ná đoạn âm, ram trường âm nhấn, má đoạn âm, nát trường âm nhấn, c trường âm thông thường, tá đá hai đoạn âm, kinh trường âm nhấn, chí đoạn âm, xây trường âm nhấn, vô trường âm thông thường, giá đoạn âm, đa trường âm thông thường, mí đoạn âm, c thô hai trường âm thông thường, má ná hai đoạn âm, xô trường âm thông thường, tí đoạn âm, dê trường âm thông thường, tí đoạn âm. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. Na ram ma nap te ta da
kinh chi xây yô giá đà ni xê thô ma na sô phi dê hi. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Giá bản âm tô trường âm thông thường, giá bản âm tô trường âm thông thường, hình trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, nô trường âm thông thường, ní đoạn âm, bát trường âm nhấn, tá tí hai đoạn âm, tá đoạn âm tô trường âm thông thường, tá đoạn âm tô trường âm thông thường, sam trường âm nhấn, má tí hai đoạn âm, mê trường âm thông thường, vá đoạn âm, túc trường âm nhấn, ham trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại câu 3, câu 4. Giá tô giá tô hình sa ma nô ni phát ta ti ta tô sam ma ti mê vá đúc khăn. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 390. Na ram ma nát xê ta đá kinh chi xây yô giá đà ni xê thô ma nát xô phi dê hi giá tô. Giá tô hình sa ma nô ni vát ta ti ta tô sam ma ti mê vát đúc khăn. Đối với bà La Môn, đây không lợi ích nhỏ. Khi ý không ái luyến, tâm hại được chặn đứng, chỉ khi ấy khổ diệt. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con có sai, con xin sư sửa cho con. Xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, thưa con kính lãnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính lãnh lễ ngài Chiến Tiến và quý cô thư nữ, và con kính chào đạo tràng. Con xin đọc bài. Na brahmana se ta kim chi se yo ya da ni se tho mana so phi ye hi o ya to hin mana no vattati ta to sammati me vadukkhan. Na brahmana se ta ta kim chi se yo ya da ni se tho mana so phi ye hi ya to hin sammati nô ni vát ta ti tô sam ma ti me vát tu khan. Con xin phân tích đọc một lần hai. Na brahmana se ta ta kim chi se yo ya da ni se tô ma na so pi ye he. Na đoạn âm brahm trường âm nhấn, ma đoạn âm nas trường âm nhấn, se trường âm thông thường, ta đá hai đoạn âm kim trường âm nhấn, ti chi đoạn âm say trường âm nhấn, vô trường âm thông thường, giá đoạn âm đa trường âm thông thường, ní đoạn âm say trường âm thông thường, thô trường âm thông thường, má ná hai đoạn âm xô trường âm thông thường, ní đoạn âm dê trường âm thông thường, hí đoạn âm và đoạn kế đoạn ba câu 3 câu 4. Giá tô hình sa ma nô ni quát ta ti ta tô sam ma ti me wa tu khan. Giá đoạn âm tô trường âm thông thường, giá đoạn âm tô trường âm thông thường, im trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá đoạn âm má đoạn âm nô trường âm thông thường, ní đoạn âm quát trường âm nhấn, tá tí hai đoạn âm, tá đoạn âm tô trường âm thông thường, tá đoạn âm tô trường âm thông thường, sam trường âm nhấn, má tí hai đoạn âm, nê trường âm thông thường, quá đoạn âm trước trường âm nhấn, âm khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Na brahmana se ta da kim chi se yo ya da ni se tho mana so phi ye hi ya to hin sa ma no ni wa ta ti ta to sam ma ti me wa tu khăn. Đối với bà La Môn, đây không lợi ích nhỏ. Khi ý không ái luyến, tâm hại được chậm đứng, chỉ khi ấy khổ diệt. Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thưa con xin cảm ơn và con xin cảm ơn ngài và con xin cảm ơn đạo tràng. Dạ alo 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 alo.
Dạ dạ. Thế phải giữ cái mic ạ. Con xin đọc lại ạ. Na brahmana se ta da kinh chi se yo ya da ni se tho mana so pi che hi cha to ya to hin samano ni hin samano. Alo. Alo. Dạ alo ạ. Con xin đọc lại, con xin sám hối ạ. Cái máy con không biết dùng ạ. Con xin phân tích câu 1, câu 2 ạ. Ná là đoạn âm, Brahm là trường âm nhấn, má là đoạn âm nạ. Nas là trường âm nhấn, se là trường âm thông thường, tá đá là hai đoạn âm. Kinh là trường âm nhấn, trí là đoạn âm, say là trường âm nhấn, vô là trường âm thông thường ạ. Giá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, se vô, se thô là hai trường âm thông thường, má ná là hai đoạn âm, xô là trường âm thông thường. Tí là đoạn âm, dê là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, giá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, hinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá má là hai đoạn âm, dô, nô là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, quát là trường âm nhấn, tá tí là hai đoạn âm ạ. Tá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, xăm là trường âm nhấn, má tí là hai đoạn âm, mê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, đúc là trường âm nhấn, khăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Con xin đọc lại cả bài ạ. Na brahmana se ta da kinh chi se yo ya da ni se tho mana so pi che hi ya to ya to hình samano ni wat ta ti ta to sammati quê. Con xin sám hối. Sammati mê qua đúc khẳng. Đối với bà La Môn đây không lợi ích nhỏ khi không ái luyến tâm hại được chặt đứng chị khi ấy khổ diệt. Dạ con xin sám hối, hôm nay con chưa biết cầm mic, con xin xuống mic ạ. Con kính sư và quý đạo hữu sửa cho con ạ. Tí nữa con sẽ nhờ gia Nhật Hạ chỉ con tiếp ạ. Dạ mô Phật. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đọc, con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức.
và kính lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào toàn thể quý đạo hữu. Sau đây con xin đọc bài kinh Pháp Cú 390. Dạ. Na ram manaso tadakin chisayo yada ni se tho manaso biche hidato hiyato hiyato dato hình samano niwat tati tato tato sammati me wadukhang na ram manase tadakin chisayo yada ni se tho manaso biche hiyato tô giá tô hình sa ma nô ni quách tá ti tá tô sầm ma ti mề qua đúc khăn. Dạ con xin đọc câu số 1 và câu số 2 phân tích nè. Na rầm ma na sề đa ta đắc kinh chi sề dồ giá đà ni sề thô ma na sô bi chề hí Na ram manase tadakin chi sai yo yadamik yadanik se tho manaso biche hi. Dạ, na là đoạn âm, ram là trường âm nhấn, má là đoạn âm, na nas là trường âm nhấn, C là trường âm thông thường, đắc là đoạn âm, tá là đoạn âm, đá là đoạn âm, kinh là trường âm nhấn, chí là đoạn âm, C là trường âm nhấn, vô là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, C là trường âm thông thường, thô là trường âm thông thường, má, ná, hai đoạn âm, sô là trường âm thông thường, bí là đoạn âm, dê là trường âm thông thường, hí là đoạn âm. Na rầm ma na sề ta đá kình chi sầy dồ, giá đà ni sề thồ ma na sồ bí chề. Dạ con xin sám hối, con xin đọc lại. Na ram manase ta đa kinh chi sầy dồ giá đà ni sề thồ manaso bi chề hi. Con xin đọc câu số 3 và câu số 4. Giá tồ hình sa ma nô nít quách ta ti ta tồ sầm ma ti mề quách đúc khẳng. Giá tồ hình sa ma nô nít quách ta tồ sầm ma ti mề quá đúc khẳng. Dạ con xin phân tích. Giá là đoạn âm, tô âm thông thường, giá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, hình là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá má là hai đoạn âm, nô là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, quách là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, tí là đoạn âm. Tá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Sân là trường âm nhấn, má là đoạn âm, tí là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, đúc là trường âm nhấn. Thân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ con xin đọc lại hết nguyên câu. Na rầm ma na sề ta đa kình chi sầy dồ giá đà ni sề thồ ma na sồ bi chề hi đá dồ giá tồ hình sa ma nồ ni quách ta tí ta tồ sầm ma ti mề qua đúc khẳng. Na ram ma na se ta da kin chi say yo
yada ni se to manaso vije hidato yato hình samano ni wat tati tato tato sammati me wa đúc khẳng. Đối với Bà La Môn, đây không lợi ích nhỏ. Khi ý không ái luyến, tâm hại được chậm chận đứng, chỉ khi ấy khổ diệt. Và dạ, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu à. Dạ con kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã bóp bài. Dạ sau đây con xin mời vị kế tiếp. Dạ xin Ngài chỉnh sửa và quý đạo tràng chỉnh sửa cho con. Con biết con sai chỗ nào. Dạ dạ con kính cảm ơn đạo tràng à. Dạ chúc tỳ dạ Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá và Nam mô Sang Kha giá. Cảm ơn Nhật Quỳnh, cảm ơn Thiện Vũ. Không biết là có phải là mình lên không mà cái máy mình cứ chập trừng khi được khi không. Cảm ơn Kim Nhung. Dạ con kính lên lễ ngài Trí Đức. Dạ con xin đọc bài công pháp cú số 390. Ramana se con xin xem không na brahmana che ta da kinh chi say yo ya da ni 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 se tho đâu chạy nữa rồi đọc lại này na brahmana che ta da kinh chi yo ya da ni se tho mana so bi bi ye hi ta to ta ya to ya to ya to hình samano ni quata ti tato tato samati me wat duk khang. Dạ con xin đọc bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đối với Bà La Môn, đây không lợi ích nhỏ. Khi ấy không ái luyến, tâm hại được chặn đứng, chỉ khi ấy khổ diệt. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin phân tích câu 1 và câu 2. Và chữ ná là đoạn âm, chữ pram là trường âm nhắn, chữ má là đoạn âm, chữ nát là trường âm nhắn, chữ xê là trường âm thông thường, chữ tá là đoạn âm, chữ giá đoạn âm, chữ kinh là trường âm nhắn, chữ chí là đoạn âm, chữ say là trường âm nhắn, chữ vô là trường âm thông thường. Câu số 2, chữ gia là đoạn âm, chữ đa là trường âm thông thường, chữ ní là đoạn âm, chữ xê là trường âm thông thường, chữ thô là trường âm thông thường, chữ má là đoạn âm, chữ ná đoạn âm, chữ xô là trường âm thông thường, chữ pí là đoạn âm, chữ dê là thông thường, chữ hí là đoạn âm. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Giá tô giá tô hình samano ni quát ta ti ta tô samati me quát đúc khăn. Và chữ giá là đoạn âm, chữ tô là trường âm thông thường, chữ giá là đoạn âm, chữ tô trường âm thông thường, chữ hình là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ xá đoạn âm, chữ má đoạn âm, chữ nô trường âm thông thường, chữ lý là đoạn âm, chữ quát là trường âm nhắn, chữ tá là đoạn âm, chữ tí là đoạn âm. Rồi câu 4 là chữ tá là đoạn âm, chữ tô trường âm thông thường, chữ tá là đoạn âm, chữ tô trường âm thông thường, chữ xăng là trường âm nhắn, chữ má là đoạn âm, chữ tí đoạn âm, chữ mê là trường âm thông thường, chữ quá là đoạn âm, chữ đúc là trường âm nhắn, chữ khăn là trường âm đọc cho giọng nguyên âm. Dạ con xin đọc kệ. Na brahmana che ta da kin chi say yo ya da ni che tho mana so pi ye
Yato yato hình samano ni quan ta ti ta to samati me quát đu na brahmanan che ta da kin chi say yong ya da ni se tho ma na so pi ye hin ta ti ta to ya to hin sa ma no ni wa ta ti ta to ta o sam ma ti me wa du khang na brahmanat che ta đạt kinh chi say yong ya da ni se tho ma na so pi ye ya to hin sam ma non ni wan ta ti ta to sam ma ti me wat du khang. Dạ con đã đọc xong và cũng đã kể xong, xin mời quý vị kế tiếp ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính đảnh lễ sư trí đức, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ và con kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc kinh Pháp Cú câu số 390. Na rầm ma na sê ta đà kìm chi sê dô yá đà ni sê thô ma na na ma na sô phi dê hi yá tô hình sa ma nô ni bát ta ti ta tô sầm ma ti mê vá đu khăn. Dạ xin, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Na rầm ma na sê ta đà kinh chi sê dô yá đà ni sê thô ma na sô phi dê hi. Na là đoạn âm, rầm là trường âm ngắn, ma là đoạn âm, na sê là hai trường âm, ta đá là hai đoạn âm, kinh là trường âm ngắn, chi là đoạn âm, sê dô là hai trường âm, giá là đoạn âm, đa là trường âm, ní là đoạn âm, xê thô là hai trường âm, má ná là hai đoạn âm, xô là trường âm, phí là đoạn âm, dê là trường âm, phí là đoạn âm, giá tô, giá là đoạn âm, tô là trường âm, giá là đoạn âm, tô là trường âm, hình là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xá mát là hai đoạn âm. Nô là trường âm. Ní là đoạn âm. Bát là trường âm ngắn. Tá tí là hai đoạn âm. Tá tô. Tá là đoạn âm. Tô là trường âm. Tá tô là. Tá là đoạn âm. Tô là trường âm. Xăm là trường âm ngắn, má là đoạn âm, tí là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, vá là đoạn âm, đúc là trường âm ngắn, khăn là trường âm. Dạ, con xin đọc lại. Na rầm ma na sê ta đà kinh chi sê yô ya đa ni sê thô ma na sô phi dê hi giá tô hình sa man giá tô hình sa ma no vi ta ta ti ta tô sa ma ti me pa du khang. Đối với bà la môn, đây là cây không lợi ích nhỏ, khi ý không ái liếm tâm hải được chẳng đứng, chỉ khi ấy khẩu diệt. Hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin hết, con xin cảm ơn đạo tràng, xin sư và đạo tràng sửa cho con. Dạ con cảm ơn. Con xin mời người kế. Dạ, Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya.
Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu pháp cú 390. Na brahmanasse tadakin chiseyo yada nise tho manaso piye hiyato yato hin samano niwattati tato tato sammati me wadukhang. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Na là đoạn âm, Brahm là trường âm nhấn, Ma là đoạn âm, Nas là trường âm nhấn, Se là trường âm thông thường, Ta, Đá là hai đoạn âm, Kinh là trường chí là đoạn âm, Say là trường âm nhấn, Vô là trường âm thông thường, Giá là đoạn âm, Đa là trường âm thông thường, Ní là đoạn âm, Se, Thô là hai trường âm thông thường, Má, Ná là hai đoạn âm, Sô là trường âm thông thường, Hí là đoạn âm, Ê là trường âm thông thường, Hí là đoạn âm. Na brahmanasse tadakin chiseyo yada nise tho manaso pihyehi. Dạ, câu số 3 và câu số 4. Yato yato hình samano niwattati tato tato sammati me wadukhang. Giá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Giá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Hình là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xá, má là hai đoạn âm. No là trường âm thông thường. Ní là đoạn âm. Wat là trường âm nhấn, tá, tí là hai đoạn âm, tá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, sâm là trường âm nhấn, má, tí là hai đoạn âm, mê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, đúc là trường âm nhấn, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yato hình sam yato hình samano niwattati tato sammati me wadukhang. Dạ, con xin đọc lại ạ. Na brahmanasse tadakin chiseyo yada nise tho manaso piye hiyato yato hình samano niwattati tato sammati me wadukhang. Đối với Bà La Môn, đây không lợi ích nhỏ, khi ý không ái luyến, tâm hại được chặn đứng, chỉ khi ấy khổ diệt, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin kệ. Na brahmanasse tadakin chiseyo yadanise thomanaso piyehi. Yato yato hing samano niwati tato tato sammati me wadukhang. Na brahmanasse tadakin chiseyo yadanise thomanaso piyehi. Yato yato hing samano niwattati tato tato sammati me wadukhang. Dạ, con đã đọc bài xong. Cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. Dạ, con xin mời Sít Hà. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sầm Thầy. Dạ, con kính đảnh lễ ngày Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và con kính chào đạo tràng. Dạ, con cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu. Con xin trả bài. Na brahmanasse tada kinh chi se yo ya da ni se tho manaso bi ye hi yato yato hình samano ni watati tato tô sammati me wadukhang. Na brahmanasse tadakin chiseyo yada nise tho manaso biyehi.
Ná là đoạn âm, Brahm là trường âm nhấn, Má là đoạn âm, Nas là trường âm nhấn, C là trường âm thông thường, Tá, Đá là hai đoạn âm, Kinh là trường âm nhấn, Trí đoạn âm, Say là trường âm nhấn, Vô là trường âm thông thường, Giá là đoạn âm, Đa là trường âm thông thường, Ní là đoạn âm, C là trường âm thông thường, C thô là hai trường âm thông thường, Má, Ná là hai đoạn âm, Sô trường âm thông thường, Bí là đoạn âm, Dê trường âm thông thường, Hí là đoạn âm. Câu 34. Yato yato hình samano niên vát ta ti ta tô sammati me vát đúc khăn. Giá là đoạn âm, tô trường âm thông thường, giá đoạn âm, tô trường âm thông thường, hưng trường âm, đọc theo giọng nguyên âm, xá, má hai đoạn âm, nô trường âm thông thường, ní đoạn âm, quách trường âm nhấn, tá tí là hai đoạn âm, tá là đoạn âm, tô trường âm thông thường, tá đoạn âm, tô trường âm thông thường, xăm trường âm nhấn, má đoạn âm, tí, má tí là hai đoạn âm, mê trường âm thông thường, quá đoạn âm, đúc là trường âm nhấn, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yato hình samano ni vattati tato sammati me vajukhan. Con xin đọc lại. Na brahmana se tadakin chi se yo ya da ni se tho manaso bi ye hi yato yato hình samano ni vattati tato tô sam ma ti me trúc qua trúc khăn. Con xin kệ. Na pam ma na sa ta da kin chi se yo ya da ni se tho ma na so bi ye hi ya to hin sa ma no ni wa ta ti ta tô samati me wa trúc khăn. Con có sai xin ngài chỉnh sửa và đạo tràng chỉnh sửa. Con xin trao mít lại cho Lan Lê. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ, xin chào quý đạo hữu. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú 390. Na brahmanasse tadakin chiseyo yada nisei tho manaso piye hi yato yato hin samano nikvatati tato tato sammati me vadukkhan. Dạ, con xin đọc lại. Na brahmana se tadakin chi se yo yada ni se tho manaso piye hi yato yato hin samano ni vattati tato tato samati me wa dukkhang. Và con xin phân tích. Na là đoạn âm, bra là trường âm nhấn, má là đoạn âm, Nas là trường âm nhấn, C là trường âm thông thường, Tá Đá là hai đoạn âm, Kin là trường âm nhấn, Chí là đoạn âm, C là trường âm nhấn, Vô là trường âm thông thường, Giá là đoạn âm, Đa là trường âm thông thường, Ní là đoạn âm, C, Thô là hai trường âm thông thường, Má Ná là hai đoạn âm, Sô là trường âm thông thường, Hí là đoạn âm, Dê là trường âm thông thường, Hí là đoạn âm, Giá là đoạn âm, Tô là trường âm thông thường, Giá là đoạn âm, Tô là trường âm thông thường, Hinh là trường âm theo, đọc theo giọng nguyên âm, Xá má là hai đoạn âm, Nô là trường âm thông thường, Ní là đoạn âm, Quá là trường âm, Quát là trường âm nhấn, Tá, Tí hai đoạn âm, Tá là đoạn âm, Tô là trường âm thông thường, Tá là đoạn âm, Tô là trường âm thông thường, Sam là trường âm nhấn,
Mát tí là hai đoạn âm. Mê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm. Đức là trường âm nhấn, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Na brahmana se tadakin chi se yo yada ni se tho manaso piye hi yato yato hin samano ni watati tato tato sammati me wadukkhang. Đối với La Môn, đây không lợi ích nhỏ. Khi ý không luyến ái, tâm hại được chặn đứng. Chỉ khi ấy khổ diệt. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin hết ạ, con xin cảm ơn. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ quý cô tư nữ và con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu Phật môn 390. Na brahmana se tadakin chi se yo yada ni se tho manaso pi ye hi yato. Na brahmana se tadakin chi se yo yada ni se tho manaso bi ye hi yato. Na đoạn âm pram trường âm nhấn, ma đoạn âm nas trường âm nhấn, se trường âm thông thường, tá đá hai đoạn âm, kin trường âm nhấn, chí đoạn âm si trường âm nhấn, vô trường âm thông thường, giá trường giá là đoạn âm, đa trường âm thông thường, ní đoạn âm, xê trường âm thông thường, thô trường âm thông thường, má ná hai đoạn âm, xô trường âm thông thường, tí dề hí giá là bốn đoạn âm, tô trường âm thông thường. Na brahmana se tadakin chi se yo yada ni se tho manaso bi ye hi yato. Na brahmana se tadakin chi se yo yada ni se tho manaso bi ye hi yato. Yato hình samano ni watatita to tato sam mati me wadukkhan. Yato hình samano ni watatita tato sam mati me wadukkhan. Giá đoạn âm, tô trường âm thông thường, hình trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá má hai đoạn âm, nô trường âm thông thường, ní đoạn âm, quát trường âm nhấn, tá tí tá ba đoạn âm, tô trường âm thông thường, tá đoạn âm, tô trường âm thông thường, xăm trường âm nhấn, má tí hai đoạn âm, mê trường âm thông thường, quá đoạn âm, đúc trường âm nhấn, khăn trường âm đọc giọng nguyên âm. Tô hình samano ni watati tato tato sammati me quá đúc khăn. Con xin đọc lại từ đầu. Na brahmana se tadakin chi se yo yada ni se tho manas.
na brahmana se ta da kim chi se yo ya da ni se tho mana so bi ye hi ya to ya to hình sama no ni wat ta ti ta to ta to sama ti me wa duk khang na brahmana se ta da kiền chi se yo ya da ni se tho mana so bi ye hi ya to hình samma no ni wa ta ti ta to samma sam ta to samma ti me wa duk khang na brahmana se ta da kin chi se yo ya da ni se tho mana so bi ye hi ya to hình samano ni wa ta ti ta to samati me wa duk khang. Dạ con đã đọc xong, con xin xuống mic ạ. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Và cảm ơn Sít Nhật Quỳnh, cảm ơn An Trần, cảm ơn Sít Kim Nhung và cảm ơn Giang Nhật Hạ đã thiên vũ đã cho biết âm thanh rõ. Và con xin đọc và phân tích ba câu pháp cú 390 và cảm ơn Sít Nhật Quỳnh đã post bài lên. 390 Na brahmana se tadakin chi se yo yada mi se to mana so bi ye hi yato yato hing samano ni vata ti tato tato sammati me vadukhang. Và con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Na brahmana se tadakin chi se yo yada ni se tho mana so bi ye hi. Na là đoạn âm, brahm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, nas là trường âm nhấn, se là trường âm thông thường, tá đá là hai đoạn âm, kinh là trường âm nhấn, chí là đoạn âm, si là trường âm nhấn, vô là trường âm thông thường. Và câu số 2, giá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, si thô là hai trường âm thông thường, má ná là hai đoạn âm, sô là trường âm thông thường, bí là đoạn âm, dê là trường âm thông thường, hí là đoạn âm. Và con phân tích câu số 3 và câu số 4. Yato yato hình samano ni vat tati tato tato sammati me vadukkhang. Và câu số 3. Giá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Giá là đoạn âm, tô là thông thường. Hình là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xá má là hai đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Ní là đoạn âm, quát là trường âm nhấn, tá tí là hai đoạn âm. Và câu số 4, tá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, sam là trường âm nhấn, má tí là hai đoạn âm, mê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, trước là trường âm nhấn, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và con đọc lại bốn câu. Na brahmana se tadakin chi se yo yada ni se tho mana so bi ye hi yato yato hình samano na vata ti tato tato sammati me vadukkhang. Đối với Bà La Môn, đây không lợi ích nhỏ. Khi ý không ái luyến, tâm hại được chẩn đứng, chỉ khi ấy khổ diệt. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ câu pháp cú 390. Na brahmana se ta da kin chi se yo ya da ni se to mana so bi ye
ya tu hình sa ma nô na văng ta ti ta tu samati me wa du kham. Dạ, con đã phân tích xong. Con có sai, con mong ngài và đạo tràng sửa lời dùm con. Và bây giờ thì không có bàn tay ai hết, con chắc xin mời Sức Nhật Quỳnh lên con biết ra. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng, cảm ơn Sức Kim Lương nhiều. Dạ, Nam Mô Bích Tha giá. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức và Phí Tri Tăng. Kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin trả lời câu Phật ngôn 390. Na phàm ma na sê ta đa kinh chi say yo ya đà ni sê thô ma na sô pi ye hi ya tô hin sa ma no ni wa ta ti ta tô sam ma ti ne wa du khang. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Na phàm ma na sê ta đa kinh chi say yo ya đà ni sê thô ma na sô pi ye hi. Na là đoạn âm, phàm là trường âm nhấn, ma là đoạn âm, nas là trường âm nhấn, sê là trường âm thông thường, tá đá hai đoạn âm, kinh trường âm nhấn, chí đoạn âm, say trường âm nhấn, vô trường âm thông thường, giá đoạn âm, đa trường âm thông thường, ní đoạn âm, sê đoạn âm, thô trường âm thông thường. Sê là trường âm thông thường, thô là trường âm thông thường, ná hai đoạn âm, sô trường âm thông thường, tí đoạn âm, dê trường âm thông thường, hí đoạn âm. Nát vầm ma ná sê ta đá kinh chí xây dô giá đà ní sê thô ma ná sô pi dê hí. Dạ, câu 3 và câu 4. Giá tô hình sa ma nô ni quát ta tí ta tô sầm ma tí nề quá đúc khăn. Giá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Giá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Hình là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xá, má hai đoạn âm, nô trường âm thông thường, ní đoạn âm, quách trường âm nhấn, tá, tí hai đoạn âm, tá đoạn âm, tô trường âm thông thường, tá đoạn âm, tô trường âm thông thường, xăm trường âm nhấn, má, tí hai đoạn âm, nê trường âm thông thường, quá đoạn âm, đúc trường âm nhấn, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Giá tô hình samano ni quát ta tô sam ma ti ne quá đúc khăn. Dạ, con xin đọc lại câu pháp cú 390. Na phàm ma na sê ta đa kinh chi say yo ya đa ni sê thô ma na sô pi ye hi ya tô hình sa ma no ni wa ta ti ta tô sam ma ti ne wa du khang. Đối với Bà La Môn, đây không lợi ích nhỏ. Khi ý không ái luyến, tâm hại được chẳng đứng, chỉ khi ấy khổ diệt. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin đọc kệ ạ. Na pa ma na se ta da kin chi say yo ya da ni se to ma na so pi ye hi ya to sa ma no ni wa ta te ta to sa ma ti ne wa du khang. Na pa ma na se ta da kin chi say yo ya da ni se to ma na so pi ye hi ya to in samano ni watate tato sami wadu kang. Dạ, con xin hết ạ. Dạ, có gì sai nhờ sư Trí Đức sửa giùm con, nhờ đạo tràng cũng sửa giùm. Dạ, con xin xuống mic, xin nhường cho việc kế tiếp. Dạ, cũng cảm ơn Sis Nhật Quỳnh đã post bài cho em ạ.
Dạ, sa thú kính cảm ơn sức niệm từ. Dạ, con thành kính lãnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính lãnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Quỳnh và Nhật Hà, Kim Nhung, Thiện Vũ, Tịnh Tâm, Xích Thông Mai, Xích Thanh Hoàng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, để Nhật Quỳnh coi cái Quỳnh đạo Quỳnh coi nãy giờ Nhật Quỳnh thấy Quỳnh đạo Quỳnh tập thể dục dữ quá. Quỳnh có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Quỳnh đạo Quỳnh, dạ, kính chào tập học Bali. Dạ, Quỳnh đạo Quỳnh có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Nãy giờ Nhật Quỳnh thấy tập thể dục hơi nhiều quá. Dạ, có nghe không? Rồi, té nữa rồi. Dạ, cảm ơn, cảm ơn. Dạ, Quỳnh đạo Quỳnh có cầm bích được không? Alo, alo, Nhật Quỳnh thấy tập thể dục nhiều quá. Khỏe chưa? Tập thể dục khỏe chưa? Nếu khỏe thì Nhật Quỳnh nhường mic cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Nhật Quỳnh chạy ra chạy vào, nãy lúc nãy không biết nghe bị nào kêu, không nghe không thấy gì đó, lật đật chạy lại. Dạ. Dạ, kính chào Thiên Thiên Khương, người giàu đạo tràng. Rồi, vậy là Quỳnh đã không thấy tín hiệu, té quá. Nhà tập thể dục nhiều quá, mệt quá rồi, không cầm mic được rồi. Dạ, con xin phép được. À, vậy Quỳnh nghe ra, mời Quỳnh. Đạo Quỳnh xin kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ. Yeah. Cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu. Dạ. Yeah. Đây cái mạng bên Cali nó thành thử là cứ thì xin lỗi, xin sám hối cùng quý vị. Dạ. Yeah. Đạo Quỳnh xin đảnh lễ sư Trí Đức. Dạ, yeah, kính chào cô Nhật Quỳnh và kính chào toàn thể quý vị thiện nam tín nữ, các cô tu nữ, các quý thức giả. Yeah. Dạ, đầu huynh xin đọc câu pháp cú. Đầu huynh phải lấy trên mạng xuống chứ cái màn hình nó che lại giống như cô Meta bên Úc vậy đó. Dạ, nó che không thấy đường nhé. Thành thế thôi, đọc đại ha. Nếu có gì thì xin quý vị thứ lỗi cho. Dạ, kinh pháp cú 390. Na Pramana Se Tada Kinh Chis Seyo yada ni setho manaso bi ye hi yato yato hin samano ni watati tato tato samati me wa dukkhang. Và hòa thượng Thích Minh Câu đã chuyển ra tiếng Việt như sau. Đối với Bà La Môn, đây không lợi ích nhỏ khi ý không ái luyến, tâm hại được chậm đứng, chỉ khi ấy khổ dịch. Dạ, thì phần phân tích nguyên âm, đoạn trường âm, đoạn âm thì quý vị phân tích rất là rõ ràng rồi. Đạo huynh phân tích nữa thì nó dư đi. Chỉ xin có một có nhận xét là cái chữ mà Na Brahman á, chữ Brahman thì đạo huynh thấy là cái chữ Pra nó vừa là trường âm thường mà nó vừa là trường âm nhấn nữa. Tại vì chữ H nó chữ M nó đi chung với nhau. Thì không biết cái nào đi trước, cái nào đi sau thì xin kính nhờ sư và quý đạo tràng chỉ dẫn cho. Với lại một cái nhận xét nữa là đạo huynh thấy trong kinh Thamabada này, cái kinh pháp cú này nó giống như cái kinh của Thapagatvita Gita, tức là Chí Tôn Ca đó. Thường thường nó có 8 vận thôi, tức là bát vận. Và trong cái câu kinh này tới thứ 11 vận. Thành thử là ta phải nối những cái ba chữ với nhau. Nó giống như là cái âm ba na pramana seta
đa kinh chi se yo yada ni se to manaso bi ye hi yato hin samano ni watati tato samati me wadukhang. Thầy Độ Hình nhận xét nữa là cái kệ 390 nó có tính tính thi nhạc nó chữ gia tô nó đi liền với nhau chữ tato vậy nó nhấn lại. Dạ thì Độ Hình chỉ có bao nhiêu thôi. Nhân dịp năm mới đêm nay chắc là đêm trừ tịch tại Việt Nam, thành thử kính chúc quý vị bước qua năm mới thì tất cả những cái sự cũ qua đi, kính chúc quý vị học hành tân tiến, sức khỏe, thân tâm an lạc. Độ Hình xuống mic và nhường mic lại cho người khác nữa. Sa thú Huỳnh Đạo Huỳnh đi vào sự phân tích thì bây giờ chúng ta mới bắt đầu ha. Còn bây giờ chúng ta đọc trước dụng kinh dụng kệ, khi mà chúng ta đọc chạy rồi á thì khi đó chúng ta mới đi vào phân tích hiểu ý nghĩa của từng từ ha. Và trong các giọng đọc thì chúng tôi thấy rằng Huynh An Trần 14 có một sự phân tích là đi hàng hai, nhưng mà cái phân tích này nó chính xác. Ví dụ như Huynh Đạo Huynh nói chữ Brahm này thì nó vừa là trường âm thông thường, nhưng mà tại sao nó là trường âm nhấn ha? Thì Huynh An Trần á, na Brahm thì chữ na đoạn âm ở chữ Brahm thì cho đó là trường âm nhấn ha. Rồi sao nữa? Khi mà xác định đó là trường âm nhấn rồi thì tới tiếp tục á, chữ ma là đoạn âm, na xê thì nói đây là hai trường âm, không cần phân tích nó là trường âm thông thường hay là trường âm nhấn gì nữa. Lá xê là hai trường âm, ta đá là hai đoạn âm, kinh là trường âm nhấn hoặc là kinh là trường âm. Thì đây là một cái loại phân tích mà để cho chúng ta thấy rằng Huynh An Trần là mới, nhưng mà cũng xác định đây là trường âm, đây là đoạn âm, chứ không phải như khi nãy sư ca chiếc gì đây nó chạy mất tiêu rồi. Sư tịnh tâm ha, đã gọi là tịnh tâm rồi mà khi đọc xong rồi không biết đọc gì sai nữa, xin đạo tràng coi như là chỉnh sửa ha. Đã lấy cái nick là tịnh tâm ha, mà đã là tịnh tâm rồi mà đọc xong rồi không biết đọc đúng hay đọc sai ha. Cổ đế vậy đó, ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra tự mình. Vậy mình đọc, mình đã phân tích trường âm, đoạn âm mà nói là không biết đọc như vậy là đúng hay sai ha. Phải tự tin chính mình chứ, làm sao quý vị coi như lương nhờ người ta, làm sao quý vị thở bằng lỗ mũi của người khác, đi bằng đôi chân của người khác, mình phải tự mình vươn lên chứ. Đây tinh thần học hỏi của quý vị rất là cao, cho nên quý vị phải nương lên chính mình. Chúng tôi chỉ là những người mà có những đưa tay chỉ đăng ha, hoặc là đưa tay chỉ đồ vật này, chỉ đồ vật kia, nói vậy, nhưng mà đừng có nhìn cái ngón tay đó, hãy nhìn phía trước. Thì những bài học này chúng tôi hướng dẫn, rồi quý vị cứ đi theo sự hướng dẫn đó, nhìn vào sự thật để đúng, và mình biết trường âm đây là quý vị thì đã thành công trong sự khiêm tốn của quý vị thì chúng ta bị trở ngại ha, hay mạnh dạn lên. Thôi bây giờ chúng ta phân tích rồi đi vào duyên sự ha. Câu đầu tiên,
Na Brahmanase Tadakin Chisayo. Na Brahmanase Tadakin Chisayo. Câu này chúng ta thấy có ba từ. Na là một. Brahmanase Tadakin Chis là hai. Sayo là ba. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. Bởi vì đọc thì chúng ta đọc đó chuẩn rồi, nhưng mà hiểu ý nghĩa là điều quan trọng. Na có nghĩa là không. Brahmanase Tadakinchi, cái từ này chúng ta thấy 1, 2, 3, 4 từ nó nằm ở trong này. 4 từ nó đi chung với nhau thành ra một cái nhóm từ. Thì bây giờ chúng ta phải chia cắt nó ra. Trước tiên là chữ Brahmanasa. Chữ Brahmanasa do cái từ Brahmana. Brahmana nó là một danh từ nam tính Akranta Pumlinga. Na này được chia theo cái gì mà nó có chữ Asa như sao? Nó được chia theo cái gì đây? Chỉ định cách. Chia theo chỉ định cách số ít, tức là cha tu thi vì pháp tí e ca qua trần á. Chữ Brahmana biến thành Brahmanasa. Chữ Brahmanasa có ý nghĩa là đến vị Bà La Môn. Đây là chỉ định cách ha. Đến một. Rồi thêm chữ sau là e ta. Ê ta là một đại từ trung tính, có nghĩa là việc này. Ê ta kinh chi, cái chữ kinh chi bất cứ điều gì, bất cứ việc gì mà có chữ a nghĩa là không có bất cứ việc gì. Như vậy thì chữ này chúng ta còn có một cái từ sau cùng để bổ sung, tức là từ xây dựng từ số ít. Bathama ekavachana vipatti có nghĩa là tốt hơn. Thì như vậy khi mà bổ sung ý nghĩa với nhau, với cái nhóm từ này, thì đối với vị Bà La Môn không có bất cứ cái việc nào là tốt hơn. Việc này không, đối với vị Bà La Môn không có bất cứ việc gì khác là tốt hơn việc này. Ý nghĩa là như vậy ha. Nhưng mà có cái ở đây, cái câu này chúng ta có thể hiểu rằng e tăng brahmanasana kinh chi say yog, thay vì na brahmanase tala kinh chi say yog, thì chúng ta cũng có thể hiểu là e tăng brahmanasa brahmanasana kinh chi say yog. Tức là đối với vị Bà La Môn không có việc gì khác hơn cái việc, tức là đối với bản thân, đối với cái vị trí của một người Bà La Môn. Đó là ý nghĩa câu đầu tiên ha. Câu thứ hai nói lên cái gì? Câu số 2 là Yada Nisetho Manaso Pijehi. Yada Nisetho Manaso Pijehi, câu số 2. Chữ Yada, Yada thì quý vị đã biết rồi ha. Đã, chữ Yada, chữ Yato ha. Hai chữ đó nó đi đôi với nhau. Yada quý vị còn nhớ nó cái ý nghĩa gì?
Tada nó có nghĩa là khi nào, à, khi nào. Vajato là đó. Do vậy, à, vậy thì Yada là khi nào. Rồi cái từ thứ hai ni, Nisetho. Nisetho do cái từ Nisetha. Nisetha nó là một danh từ nam tính Akrantapumlinga. Nhưng mà cái chữ Nisetha này được đứng làm chủ từ số ít Bathaman Ekavachana Vipatti. Cho nên Nisetha biến thành Nisetho. Nisetho là sự kềm chế, sự kềm chế hay là sự chế ngự. Rồi Manaso. Manaso tức là do cái từ Manasa. Manasa là một danh từ trung tính Akrantap Napumsakalinga. Nhưng mà Manasa này được chia theo sở hữu các số ít, tức là Chathi Vipatti Ekavachana. Cho nên Manasa biến thành Manaso là của tâm, của ý. Của tâm, của ý. Còn Vijaya, Vijaya là một danh từ nam tính. Akrantapumlinga. Vijaya ở đây được chia theo sở dụng cách số nhiều. Sở dụng cách số nhiều tức là Tathiya Vipakuvachana. Cho nên chữ Vijaya biến thành Vijayahi. Vijayahi là với các vật yêu thích hay là bằng sự yêu thích. Với các vật yêu thích hoặc là bằng sự yêu thích. Vijaya là yêu thích. Vậy thì ở đây Yada Nisetho Manaso Vijayahi có ý nghĩa khi nào tâm có sự kiềm chế đối với các vật yêu thích. Kính lễ thường có thân tâm vừa đến với Pháp hội. Câu số 2 nè. Yada Nisetho Manaso Vijayahi là khi nào tâm có sự kềm chế đối với các vật yêu thích. Rồi, bây giờ chúng đến câu số 3. Quý vị quan hỷ ha. Thời gian của chúng ta không còn bao nhiêu. Yato yato hình samano niwattati. Yato yato hình samano niwattati. Câu này chúng ta thấy có bốn từ. Gia tô là hai ha. Thiền sa mạc nô là ba. Ni quát tạc tí là bốn. Chữ gia tô có nghĩa là từ đó, do vậy. Nhưng mà khi mà đi liền hai chữ gia tô á, thì gia tô thì nó thành ra một thành ngữ ha. Có nghĩa là bất cứ khi nào. Gia tô bất cứ khi nào. Rồi, bất cứ khi nào làm gì. Him samano. Him samano ở đây do hai từ him sa. Him sa và chữ man. Him sa do cái từ him sa. Him sa nó là một danh từ nữ tính Akrantaithilinga. Him sa có nghĩa là hãm hại, làm cho thương tích. Hãm hại làm cho thương tích. Và cái chữ mano do cái từ mano nó là một danh từ trung tính ha. Okaranta. Okaranta là phun sắc linh ga. Mano có nghĩa là tâm, là ý. Vậy thì khi sắm mano ở đây có nghĩa là tâm hãm hại. Tâm hãm hại. Rồi chữ niwattati
Nivatati, đây là một cái động từ số ít, để dừng lại, dừng lại. Ngưng lại, dừng lại, ngưng lại. Vậy thì câu số 3, Yato Yato Him Samadho Niwatati. Bất cứ khi nào tâm hãm hại được dừng lại, bất cứ khi nào tâm hãm hại được dừng lại. Câu số 3. Và câu số 4, Tato Tato Sammatime Vadukkhan, Tato Tato Sammatime Vadukkhan. Câu số 4 này chúng ta thấy cũng có 4 từ, nhưng mà thật ra có 3 ha. Tato Tato nó cũng như một thành ngữ của câu số 3 ha. Rồi Sammatime Vá là 2 ha, Dukkhan là 3. Hai cái chữ tato tato, à đây là một cái nhóm từ ha, một thành ngữ, có nghĩa là kể từ đó hay là chừng ấy, kể từ đó chừng ấy. Sammatime wa, sammatime wa thì chúng ta thấy sammati đó là một động từ số ít ha. Sammati có nghĩa là đình chỉ, chấm dứt, làm cho tĩnh lặng. Sammati. Rồi tiếp theo là chữ ewa. Ewa là thật sự, nó là một bất biến từ ha. Ewa. Nó đi liền với sammati, tức là thật sự chấm dứt, hay là thật sự đình chỉ, hay là làm cho tĩnh lặng thật sự ha. Sammati, sammati mê quá. Rồi cái chữ cuối cùng là dukkhan. Dukkhan do cái từ dukkha, dukkha nó là một danh từ trung tính, akarantanapum sattalinga. Và dukkha này được chia theo đối cách số ít đô chỉ giáo quy pháp tứ e cao quay tình á, cho nên dukkha biến thành dukkhan. Dukkhan là đau khổ, muốn dạy chữ thì thành ra khổ đau cũng được, đau khổ hay khổ đau cũng được. Rồi như vậy thì về ý nghĩa của tự vận, câu Phật ngôn 390 chúng ta đã có được một cái kết quả. Với vị Bà La Môn, không có bất cứ việc nào khác là tốt hơn việc này, là khi tâm sự kềm chế đối với các Phật yêu thích, nảy khổ đau thật sự đình chỉ. Ý nghĩa của Phật ngôn 390, đối với vị Bà La Môn, không có bất cứ việc nào khác là tốt hơn việc này, là khi tâm có sự kềm chế đối với các Phật yêu thích, chừng nào tâm hãm hại được dừng lại, chừng ấy khổ đau được thật sự đình chỉ. Và Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: phạm chí không trả thù ai là điều lợi ích lâu dài về sau. Khi dứt ái luyến vọng cầu, tâm hại chặn đứng khổ sầu tự tiêu. Phạm chí không trả thù ai là điều lợi ích lâu dài về sau. Khi dứt ái luyến vọng cầu, tâm hại chặn đứng khổ sầu tự tiêu. Nhưng mà đối với Hòa Thượng Minh Châu với thể thơ ngũ ngôn, đối với Bà La Môn, đây không lợi ích nhỏ khi ý không ái luyến tâm hại được chặn đứng, chỉ khi ấy khổ diệt. Ngài Hòa Thượng Minh Châu sử dụng chữ Hán hơi nhiều
cho nên chúng ta thấy hơi khó hiểu ha. Đối với Bà La Môn, đây không lợi ích nhỏ, đây là cái gì? À, đây không lợi ích nhỏ, đây có nghĩa là sự trả đũa, sự trả thù, à, sự trả đũa, sự trả thù. Mà chúng ta hay hiểu là có qua có lại mới tỏa lòng nhau. Chính vì tỏa lòng nhau, có qua có lại như vậy, cho nên chúng ta ăn miếng trả miếng và sanh tử luân hồi truyền miệng. À, những cái mối thù truyền kiếp. À, đó, đây không là nhỏ. À, người ta tư lợi mà nói là nhỏ là lớn cái gì? À, cho nên khi mà ý không ái luyến, à, tức là không có bị tham ái, à, không bị cáo buộc, à, thì cái tâm hại nó được chặn đứng và khổ nó sẽ tiêu diệt. Rồi, à, trên cái ý nghĩa từ vựng là như vậy, nhưng mà bây giờ đi vào duyên sự thì nó thế nào? Duyên sự câu Phật ngôn này cho chúng ta thấy rằng 389 và 390 cùng một duyên sự. Và duyên sự đó ám chỉ về ai? Đó là Ngài Sariputta. À, quý vị biết Ngài Sariputta là một vị tướng quân chánh pháp, đó là một vị thượng thủ tinh văn, cánh tay mặt của Đức Phật. À, khi Phật ngự tại chùa Kỳ Viên thì đề cập đến cái vị tướng quân chánh pháp này, cho nên thuyết lên cái pháp thoại là câu Phật ngôn 389 và 390. Dân chúng ở tại đó gần chùa Kỳ Viên rất là tán dương ân đức của Ngài Sa Lợi Phất. À, họ thường nói rằng rất đáng khen ngợi Ngài của ta, Ngài đầy đủ đức tính nhẫn nại. À, khi mà có người lăng mạ hoặc là đánh đập dù bất cứ trường hợp nào, Ngài cũng không để sự sân hận. Xuất hiện thì tán dương tán như vậy, thì có một ông Bà La Môn Ca Ni, ông đã tà kiến. À, bởi vì ông đâu có cùng lý tưởng, à, ông là khác đạo, cho nên cái tư tưởng tà kiến của ông ta khởi lên rằng ồ, ai là người không có dẫn, con người thì có cái xác thân này, có ăn có uống, à, có đến có đi, mắt thì nhìn, tai thì nghe, mà làm gì người ta là không dẫn. À, thì dân chúng mới nói đặc biệt Ngài Sa Lợi Phất của chúng tôi, Ngài là một vị tướng quân chánh pháp, Ngài là một cái vị cánh tay mặt của Đức Phật, cái thể lay chuyển cái bánh xe pháp thay thế cho bậc đạo sư. Thì ông ta tức công đó, không ai có thể làm cho Ngài nổi giận được hay sao? À, cái điều mà khiến Ngài nổi giận đó thì chắc chắn là không bao giờ có. À, những người tin tưởng Ngài Sa Lợi Phất nói như vậy. Và ông ta nói là nếu như thế tôi sẽ làm cho Ngài nổi giận đó, bà con có tin không? Thì dân chúng mới nói nếu mà ông làm được thì ông làm đi, thật sự là Ngài không có giận hơn ai hết á, không hề thể hiện cái thái độ mà coi như sân si đối với bất cứ một cái đối tượng nào khi mà đối diện với Ngài. Thì chàng Bà La Môn đó mới suy nghĩ được rồi, à, sẽ có cách. Rồi ông ta canh me, khi mà Ngài Sa Lợi Phất đang đi trì bình pháp thực thì chàng đi theo sau lưng của Ngài rồi đánh thật mạnh vào sau lưng Ngài. Ngài Sariputta mới suy nghĩ cái chuyện gì vậy, và Ngài vẫn tiếp tục đi. Rồi khi ấy toàn thân của ông Bà La Môn này nóng nảy vô cùng, đến người ta mà người ta chẳng nói gì, người ta cũng chậm rãi bước đi, cũng không thèm quay lại.
thì đối với một vị thánh vô là vô lậu, một cái vị a la hán, đại a la hán, mà khi mà đụng chạm đến thì cũng giống như đụng vào lửa, cho nên toàn thân của ông Bà La Môn này nóng nảy vô cùng. Ông ta mới biết rằng đây là bậc có đầy đủ ân đức cao quý. Tiếp quá, sợ quá, anh ta liền đến trước ngài Xá Lợi Phất, quỳ xuống ở dưới chân ngài mà bạch rằng: kính bạch ngài, xin ngài hãy tha lỗi cho con. Ngài Xá Lợi Phất nhìn ông Bà La Môn và hỏi: chuyện gì vậy? Bởi vì chính ngài đâu có quay lại phía sau mà biết người nào đánh mình, cho nên ngài hỏi cái chuyện gì vậy? Bạch ngài, con đã đánh ngài để xem cái sự nhẫn nại của ngài đến cái mức độ nào. Ngài mới trả lời: thôi được rồi, ta thành đó. Bạch ngài, nếu mà ngài tha lỗi cho con thì xin ngài hãy thọ lãnh Phật thực ở nơi nhà của con đi. Rồi ông Bà La Môn thỉnh cái bát của ngài Xá Lợi Phất, và ngài đã trao bát với y. Vì Bà La Môn tính ngài về nhà cúng dường. Dân chúng thấy cái sự việc xảy ra như vậy bất bình, ngài của chúng ta vô lỗi, không có làm gì nên là đối với ông Bà La Môn này, thế mà bị ông này đánh, cái ông này không thể thoát khỏi cái gậy gộc của chúng ta, chúng ta sẽ giết y. Rồi người ta cầm đá này, cầm gậy nấp ở nơi nhà của ông Bà La Môn, gần nhà của ông Bà La Môn. Ngài Xá Lợi Phất đứng lên trao bình bát cho ông Bà La Môn, tức là sau khi tạo thực xong. Và dân chúng thấy cái ông Bà La Môn thấy đi với ngài Xá Lợi Phất, nó bạch hỏi là: xin ngài nhận lại bình bát đi, để ông Bà La Môn ấy chúng con sẽ tự xử. Nay các cận sự nam, cận sự nữ, cái chuyện gì vậy? Bởi vì ông Bà La Môn này đã đánh ngài, cho nên chúng con sẽ trị nó. Thế thì các người nghĩ thế nào? Ông ta đánh ta hay là đánh các người? Ngài đã bị ông Bà La Môn này đánh. Ông Bà La Môn này đánh ta và đã sám hối với ta rồi, vậy thì các ngươi hãy về đi. Khi mà ngài bảo họ và ông Bà La Môn về, thì Đức Phật đã về tịnh xá và các vị tỳ kheo đã tán thán thế này. Thế là thế nào? Ngài Xá Lợi Phất đã bị ông Bà La Môn ấy đánh mà còn nhận vật thực tại nhà của ông ta nữa sao? Như vậy thì kể từ nay các vị tỳ kheo của chúng ta sẽ bị tiếp tục ông Bà La Môn đó thử thách đánh chúng ta. Tức là các vị đó suy nghĩ rằng ngài Xá Lợi Phất mà còn bị đánh như vậy thì chúng ta chắc bị đánh dài dài ha. Cho nên đem cái vấn đề này bàn tán. Và khi bàn tán như vậy thì Đức Phật hiểu biết cái lý do và đến đó và nói rằng: này các tỳ kheo, ông Bà La Môn không hãm hại Bà La Môn, nhưng Bà La Môn tu sĩ sẽ bị Bà La Môn cư sĩ làm hại, và bậc A La Hàm đạo đã sát tuyệt được sân hận rồi. Thì khi mà Đức Phật đã nói lên câu Phật ngôn liên tiếp hai câu thì có nhiều vị chứng đạt thánh quả, tức là ở đây Him Samano, tức là tâm sân được chấm dứt do đạo quả của A La Hàm. Tức là khi nào mà vị nào đã chứng đắc được đạo quả A La Hàm thì tâm sân được chấm dứt. Huống gì ở đây ngài Xá Lợi Phất đã đến cái tứ quả chứ không phải còn trong tâm quả. Duyên sự câu Phật ngôn này cho chúng ta thấy rằng nghe danh pháp chữ nhẫn hơn đời, trắng mắt bằng môn muốn thử chơi
cố sức đấm lưng ngài thật mạnh, ngài không quay lại, lặng im hơi. Bà La Môn sám hối thỉnh ngài về, ngài vẫn vui lòng chẳng chấp nê. Phật tử xem nhau vây cổng ngõ, ngài ra viện lý xử cho huề. Tăng chúng chê ngài chẳng thèn nài, Phật dạy sân hận bứng đi ngay. Đánh người đáng hổ sân càng hổ, người chỉ tâm từ mát mẻ thay. Câu Phật ngôn liên tiếp ha, hai câu Phật ngôn cho chúng ta một cái dân sự tuyệt vời, nói lên cái hình ảnh của ngài Xá Lợi Phất. Và đây là một bài học để cho chúng ta thấy rằng chính bản thân của chúng ta giải quyết vấn đề. Khi mà đụng chuyện người ta đánh mình, thì mình phải chấp nhận để thấy rằng là cái ác nghiệp trong quá khứ, để rồi mình phải trả. Và họ đánh mình đau hoặc là đánh mình nhục nhã, thì chính cái đau, cái nhục nhã đó là một cái bài học để coi cái tâm của mình tu tập được bao nhiêu. Đối với ngài Xá Lợi Phất là thế, còn đối với chúng ta ha, câu qua câu lại mình tỏa lòng nhau ha. Họ đánh mình đánh lại, họ chửi mình chửi lại, nhịn thì nhục, mà bây giờ không nhịn thì bị đục. Ngài Xá Lợi Phất bị nhục, nhưng mà cái nhục của ngài đã cảm hóa ông Bà La Môn. Còn chúng ta không chịu nhục thì chúng ta bị đục, mà bị đục như vậy thì có qua có lại, sanh tử luân hồi, khổ đau dài dài. Thì bây giờ muốn chấm dứt cái sự khổ đau đó thì chúng ta hãy học cái hạnh của ngài Xá Lợi Phất. Quý vị nhất trí ha. Rồi, lỗ 2 phút buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được chấm dứt. Với phước lành chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng cho cuộc sống chúng ta, nhất là sự nhẫn nại. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiền xin có lực vô biên, chư toàn giác độc giác và thinh văn thính chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ete na cha cha wa che na so ti wo ho tu sa ma da. Do lời chân thật này kính dâng quả phước lên chư tôn thiện đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiện hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy Gia. Xin mời sư Hồng Nhật kết thúc buổi sinh hoạt. Alo, sư Hồng Nhật chạy đâu rồi? Yani ta phu ta ni sa ma ga ta ni phum ma ni wa ya ni wa am ta le ke sa be wa phu ta su ma na pa wan tu a phu vi sa ka chan su nan tu pa si tan ta ma hi phu ta ni sa me ta sam be me tan ka ro ta ma no ya pa cha ya di wa cha ra to cha ran ti ye pa ling ta Yeah.
ye bung ga la a ta sa tang ba sa tha cha ta ri e ta ni yu ga ni hon ni te da thi nai ya su ga ta sa sa wa ca e te su din na ni ha pha la ni đăng bi sang ke ra ta năng ba ni tăng e te na sa che na su va thi ho tu ye sun ba yu ta ma na sa Namasama suwati ho ho tu